là bài tập dứt điểm. Rồi là Bích Thùy, còn đây là Trần Thị Duyên. Điểm hơi hiền. Đây là Hoàng Thị Loan. Mặt rất là quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung, đây là chuyên gia phạt góc của chúng ta đây. Xem chị Dung sẽ đóng trái bóng như nào nhé. Sút vẫn chưa ai có thể thắng được Kim Thành cả. Đây là Thu Thương, trung vệ của Tài Quan Sản Việt Nam. Rồi, trung vệ sút bóng như nào nhé. Ui, căng luôn. Cuối cùng thì lưới Kim Thành đã rung. Bài tập chúng ta sẽ có hai chặng mọi người nhé. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với Trần Thị Duyên. Hậu vệ đến từ Phong Phú Hà Nam. Rồi, sau khi chạy sang cầu thủ sẽ chạy sang bên này để tiếp tục bài tập. Cậu sẽ là đi bóng. Lần này sẽ phải là đó, bóng con cát mắc cơ như này. Đến từ huấn luyện trưởng Mai Đức Chung. Mai Đức Chung đã trở lại với chúng ta, bóng đá nữ của chúng ta. Cú đá dội sáng ngang của chị Loan. Nhưng bài tập yêu cầu thể lực rất cao. Mình nhìn mình đã thấy mệt đấy. Mình chạy một vòng ở sân này chắc là cũng thở. Còn giữa trời nắng như này các chị phải chạy liên tục. Phía bên ngoài này là các cầu thủ của đội câu lạc bộ Phù Đổng Thanh Bình. Cái xe của họ ở đây các bạn nhé. Bóng thiếu tại giải nhất quốc gia. Tại họ đang khởi động. Có lẽ là ông sắp chuẩn bị vào sân này tập rồi. Đây không chỉ là sân tập của các đội tuyển mà còn là sân tập của các câu lạc bộ khi đến Hà Nội thi đấu. Một số buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội cũng được tập ở trên cái sân này. Đây là cũng không quá ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ Phù Đổng Ninh Bình đã khởi động ở ngoài sân. Đây là trái bóng được sử dụng trong các buổi tập của đội tuyển. Bây giờ trái bóng của thương hiệu Động Lực. Đây chia trái bóng được sử dụng tại V-League vừa qua. Hôm nay thì V-League dùng bóng mới rồi. Hôm nay khả năng cao là ngồi giãn cơ để buổi tập. Như vậy là buổi tập đã kết thúc rồi. Tập rất là mệt trong một buổi sáng sớm. Trời khá là nắng. Vậy là cao thủ sẽ đá ma các bạn. Khá là bất ngờ khi giờ tập trung này của đội tuyển nữ chúng ta có sự có mặt của đường Hoàng Văn Phúc, người tại đang làm bên em đứa trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Năm nay thì Hoàng Văn Phúc cũng đang có mặt trên sân tập để hỗ trợ các cầu thủ nữ chúng ta. Như vậy sau một hồi đá ma thì các cầu thủ chúng ta có lẽ là bây giờ đã chính thức kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Buổi tập mà thực sự mình chỉ nhìn thôi mình đã thấy mệt rồi. Không biết là cao thủ chúng ta còn mệt như thế nào nữa. Như vậy là chưa kết thúc, là các cao thủ sẽ chạy để thả lỏng. Làm vòng sân thả lỏng. Nhanh còn đi về. Cầu thủ tập từ 8 rưỡi
từ lúc chúng mình đến đây là bây giờ là gần 9:30 rồi. Vậy là buổi tập mà trong khoảng 50 phút. Dù tập 50 phút thôi nhưng mình nhìn thấy rất là mệt rồi. Mình không biết là những buổi tập thể lực và những buổi tập mà kéo dài 1:30 hoặc là gần 2 tiếng nó sẽ như thế nào. Sẽ còn mệt mỏi như thế nào nữa. Sự thấy rất là phục các cô gái chúng ta. Đây một lời mang đến chung đây. Câu hỏi đầu tiên là tại sao bác lại chọn cửa hàng khác là một cái địa điểm tập huấn này? Được chưa? Ok rồi. Thôi chú ạ. Với lý do là chúng tôi chọn xét tập huấn ấy, thứ nhất là năm 2016 tôi đã sang cái tập huấn và nói là cái điều kiện ăn là tốt. Cái thứ hai là nhiều sân bãi và nhiều đối tượng tập luyện. Thế và chúng tôi rất là cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tìm chọn cho tôi. Cũng là nhờ tất cả những cái người quen biết về cái cơ sở vật chất để mà có được cái sự liên hệ này để cho tôi được. Tôi nghĩ là cái đợt tập huấn này thì nó cũng không có ngoài cái mục đích ấy, là cho đội quan sát với những cái đối tượng rất là mạnh ở châu Âu. Thế và nhất là chúng tôi gọi những cái vận động viên trẻ như các anh các chị có thấy độ hiện nay khoảng 40-45% là trẻ lên. Đây là chính vì thế chúng tôi muốn có cái sự hoàn thành tốt trong cái đợt tập huấn này ngay từ đầu để chuẩn bị cho sang năm. Cụ thể các đối thủ ở chuyến tập huấn tới thì các chị? Vâng, hiện nay thì chúng tôi với bạn ơi có hai đối thủ thôi. Ngày mùng 4 tháng 9 này thì chúng ta đá với một cái đội Đức, một đội cũng là đội mạnh của Đức. Đấy, sau đó thì tại vì đấy nó cũng gần biên giới sát biên giới với nhau. Đấy, thế và ngày 11 thì chúng ta có một trận đá với lại Praha. Đấy là tạm thời 2 trận. Thế và chúng tôi đang nhờ liên hệ tiếp tục có một trận giữa quãng thời gian. Tại vì giữa mùng 4 tháng 11 nó cũng hơi dài. Thì chúng tôi muốn có một trận đấu nữa như ở giữa. Thế thì ở bên đấy thì mọi người cũng đang hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều, hỗ trợ liên đoàn rất là nhiều, đang đi tìm những đối tượng. Tại vì thế này, nó vướng là trong cái thời gian này các đội châu Âu chuẩn bị và đã giảm. Đấy, thời gian đấy trên là chúng ta sang thì nó cũng không được tức là được nhiều được đối tượng để thi đấu lắm. Về các cái tân binh ấy, thì đa số thì là ở vị trí hạt giống nội có bạn Kim Yên, Thùy Linh và Quỳnh. Bác có thể chia sẻ một chút về cái tiêu chí và bạn đánh giá như thế nào về các bạn tân binh mới này? Vâng, vừa qua thì ngay sau đội tuyển chúng tôi thì chúng tôi đã đi theo dõi cả lượt đi và hiện bắt đầu và lượt về tại trung tâm đào tạo các trẻ Việt Nam. Và hiện tại đội tuyển chúng ta là cái lực lượng, nhất là lực lượng bây giờ đang thiếu rất là nhiều. Trương Thị Kiều chấn thương mới trở lại. Thế và ngoài ra thì hai cầu thủ viên chúng ta cũng rất là yếu, kể cả trung vệ cũng rất là yếu. Trên là chúng tôi đặc biệt là ưu tiên cho cái hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, hàng trung vệ và hàng tiền đạo. Đấy, trên chúng tôi gọi hai trung vệ, một trung vệ ở Thái Nguyên và một trung vệ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái mà tôi ưu tiên, hoặc là hai hậu vệ biên của Quảng Ninh và của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt ưu tiên những cái vị trí mà chúng ta có thể yếu hoặc là thiếu sót hoặc là để chuẩn bị cho sang năm chúng ta thi đấu SEA Games. Cái mục tiêu cụ thể của chúng tôi trong trận này? Vâng, mục tiêu cụ thể ở đây thì là trong cái chương trình kế hoạch chúng tôi làm thì mục tiêu của chúng ta thì năm nay thì không có cái gì đó là thành tích gì cả. Còn mục tiêu là để đào tạo những vận động viên trẻ nhanh chóng kế cận những vận động viên lớn tuổi trong đội để mà bắt nhịp được. Mục đích là như vậy. Trên là lần này chúng tôi gọi những vận động viên trẻ lên rất là nhiều, mục đích của chúng tôi và các đồng chí liên đoàn đã đề ra thấy hiểu được cái tâm lý của tôi, cái yêu cầu của tôi và tạo điều kiện rất là nhiều cho tôi để chúng tôi là sẵn sàng để hiện trạng liên đoàn yêu cầu và đề ra các đồng chí đã đứng hết đấy là một cái tôi rất là tốt của chúng tôi. Và từ đây xin nghe một rất lâu rồi thì tiếp theo. Vâng, đấy họ rất là đúng đấy. Tôi rất là cần cái thời gian mà chúng ta lại ra rất là khó khó, tức là đến tháng 11 hoặc là 2 năm sau đến SEA Games thôi thì chính thời gian này chúng ta phải nhanh chóng là đào tạo
Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Cái buổi tập mà mình đứng ngoài xem đã thấy rất là mệt. Không biết cầu thủ chạy trên sân nó còn mệt hơn như thế nào nữa. Bây giờ thì sẽ trở về thôi. Hôm nay đi cùng với cô Linh. Đấy, hôm nay đi vào không mất vé gửi xe luôn. Nói chung là rất là vui buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Và hy vọng là sắp tới sẽ đi xem thêm nhiều buổi tập hơn nữa của các cô gái chúng ta. Đấy, luôn luôn là ủng hộ bóng đá nữ thôi các bạn ạ. Bây giờ thì về thôi. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Và đừng quên like, share, đăng kênh để ủng hộ mình trong vlog tiếp theo nhé. Bye bye.